Nãy bạn kia nó ra đây nó không thấy ai gọi chưa? Gọi mà nó không trả lời. Chị gọi thử, chị có gọi chị không? Không. Chị gọi là chưa ra rồi. Chị mà chị ra mà không có là chị gọi rồi. Em sợ là chị gọi chị thôi. Tại nghe nó tít 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 á. Không có. Không có hả? Ừ. Vậy chắc chưa đó. Ủa mỗi lần có cái cây ấy đâu mất tiêu rồi. Cây gì chị? Cái cây đồng tiền mà em trồng ở trên đó. Ồ, mang về chuẩn bị làm lại vì mua đồ lại. À. Dạ. Đem về nhà đó. Dạ, mang làm lại rồi. Nè chị, cái này có cái gội đầu có sang đi dưỡng kiểu Việt Nam nè chị. Cái gì? Nè, chị lại đây cho con. À. Đó, chuẩn bị tháng sau là làm gội đầu dinh dưỡng kiểu Việt Nam á. Ờ. Nằm đây nó xa nè, cái này chạy qua cái nó dài đó. Vậy đó, nằm nó khỏe. Dạ, đó. Còn mà alo, mày ra chưa? Mày ra. Gần tới rồi. Ờ, okay, đó. ok. Đó, đó. Ok. Nè, gội đầu dinh dưỡng ở Việt Nam á. Ờ. Dạ, nè nước nó chảy qua đây nè, đó, mình mở nước ra. Ờ. Nó chảy qua bên này. Ờ. Nó chảy đây. Hiểu hả? Dạ. Nhưng mà đang còn chưa xong, còn trắng màng đồ lên nữa. Còn trắng màng lên nữa. Chưa ra đúng không? Chưa. Ừ. Chị sợ nó ra không chưa, có rồi nó đi đâu. Đâu. Chưa ra đâu, tại vì ra là chị sẽ gọi mình liền. Ừ. Mốt là lẹp gái ra nè ha. Dạ, nói xe hơi nè ha. Ờ, có xe hơi nè. Xe hơi nhớ mua màu xanh cho Kim Ngân nha. Thì nó lựa để nó thích cái nào nó mua đó. Thích blue right? Yeah. Con thích màu nào? Blue hả? Thích blue. Mốt là gì ba qua Florida là chở đi bay chơi nha. Chở đi biển ha, nghe nói đó gần biển lắm đó. Biển bỉnh đầy hết trơn á. Gội đầu cái khỏe à. Khỏe. Mặt ở bên Việt Nam gội đầu đã lắm, nằm cả tiếng đồng hồ á. Đúng rồi. Đó, kiểu đó là kiểu Việt Nam đó. Gội đầu dinh dưỡng đó là kiểu Việt Nam á. Tóc Ngân cũng ít bạc hết chứ ha. Bạc. Bữa lần da Ngân trắng lắm á, chắc tại đi nắng không có đội nón. Trời ơi, chịu gội đầu chị mừng quá. Gặp mừng lắm á. Gặp mừng hết sức mừng vậy đó, kiếm được chị mừng hết sức là mừng. Kim Ngân qua bển nhớ là nghe lời mẹ nha. Rồi tháng 6 thì ba bay qua chơi ăn sinh nhật Kim Ngân. Mừng nha. Hết sức vậy đó. Con lo qua bển mẹ lo con nha con nha. Nghe đi. Rồi bây giờ mấy cái đồ thì Kim Ngân muốn sao nè? Cái đồ Kim Ngân muốn sao? Muốn để đó luôn ha. Rồi mai đi vậy thôi hả? Hay là muốn
hay là tháng 6 em qua em chở qua. Mua sao? Phải lấy một miếng để mai đi chứ. Lấy một mớ để mai đi. Lấy mớ để mai đi chứ. Nhưng để đâu? Muốn lấy mớ nào trước nè. Hả? Chứ không lấy chừng một thùng đi. Ha. Lấy thùng nha. Mà muốn lấy ở đâu? Lát nữa gì ba chở đi lấy luôn. Để mình chở về phòng. Để mình chở về phòng để tối mình có đồ thay chứ. Có phòng ngủ rồi đó, nhớ không? Phòng ngủ đẹp mà. Vậy muốn ghé đâu lấy nè? Muốn ghé đâu lấy trước? Xong rồi lau cái mặt để nó ướt, nó khó chịu. Dạ. Cái mặt xong rồi em lau dùm. Dạ. Để nó khó chịu nước. Đúng rồi. Đang rửa mà, rửa cho hết xà bông á. Để không thôi còn xà bông. Mới mốt diện lên đẹp lắm á. Dĩ nhiên rồi, trời đẹp gái lắm á, đừng giỡn. Người đẹp Bình Dương á. Mới mốt ở nhà trắng lại á. Ở nhà là trắng lại à. Tại vì da là trắng mà. Nằm xuống. Để cho, để đó không? Chứ này là đại tướng hay những là ai? Phim ảnh mới. Cái nào? Tất ta là phim ảnh hay phim ảnh. Đó.